cùi này. Nói chung là về vẫn phải làm. Ủa ở đây, cây này vẫn còn đây. Trương trước hôm trước trả 2 đồng 6 này, chưa ra đi được đây. Này thay chậu à? Vừa xong trả 3 triệu không phải. Chi tay chuột đây. Anh chả có số của nó đâu. Vâng, thì em vẫn ở đây mà. Tí nó ra giờ, chắc nó ra giờ. Xong việc rồi, giờ ra đây ngồi từ trưa được. Được ra tí anh em gặp nhau cái xem nào. Giả mẹ nó bớt đi tí nữa. Vâng. Mở hàng chưa anh? Cũng bán mấy cái liều tiêu rồi. Ui giời, nay lại mang siêu phẩm rồi đi à? Này cho đi triển lãm chứ. Thế anh đồ nào anh đưa đi chợ? Đẹp cũng là ra chợ mà không đẹp nhìn ra chợ. Nhìn nó sướng nhỉ? Không biết đầy đủ rồi. Xin phép sờ thì bốc được. Đúng rồi. Nhiều bác chơi quay khó tính lắm, động một cái này quên mất là cứ ham hố cứ sờ sờ vào cho người ta biết. Coi như là cái bàn tay đập vào cho người ta biết là cái to thế đấy. Đúng rồi. Có một ông suốt ngày ông chửi em mà cứ sò tay vào. Ở chửi trên mạng ấy, không phải là chủ cây mà ý là cái lồng xe cũng thích mình để tay vào. Thế thì dị. Cái này nó bình thường đấy. Không sờ vào thì biết là to bằng bao nhiêu đâu. Nhìn cái bệ đó này. Nó có côn chậu từ lâu năm này, người sướng. Thế làm sao được? Nó là lũa. Nó lũa. Cây người ta để nó quá xa rồi. Bệ thích nhá. Cái này là thì anh bỏ bộ. Cây người ta bỏ rông. Cây này ở nhà người ta hôm vừa rồi nhá. Nó bị mấy cái quả. Đúng rồi, ổi này thì chắc chắn là nhiều quả rồi. Hai bác. Dạ. Không quay gì. Rồi. Mai này mang đi cho khách à? Bắt tay giao dịch à? Thì cây này có mua không? Có lấy về ấy không? cây này cây quét vôi đó. Cây quét vôi cây đấy là cây đó. Cây của anh Hiếu là hot nhất đấy. Đẹp trên bóng rất là rộng đấy, còn cái cây quét vôi như thì mồ hôi dễ nhẹ thường quá. Hôm nay em đặt vào vườn gái nó mới nổi mới sướng. Với anh thì cây nào anh thì chọn ra chợ là ra chợ, ra chợ hết, ra chợ là bán đẹp, ra chợ cũng được để bán. Cây hồng ngọc mai ông đá. Con này đưa anh đá mấy lần rồi. Cũng của anh Hiếu nhỉ? Cái đấy bao tiền anh? Cái đấy giá chuẩn là 1 triệu cả. Ừ, hay quá. Miễn bằng cả. Đấy. Chính xác, miễn bằng cả nhé, đừng bằng cả nhé. Còn cây này thì chắc không dám hỏi. Cây này thì anh em điện chỉ cứ alo cho số điện thoại. Đấy. Lại đọc cho em cái số của anh này. 0983 0983 1616 1616 98. Anh Hiếu nhé. Đấy. Đại ca đang hỏi giá rồi. Đây mấy chục. Cây đi em. Làm cây la hán để bàn. Tuyệt vời đấy. Cây này cũng cây. Đấy. Này cái hồng còn mai nhỉ? Đâu, cây mai hồng ngọc. Làm cái ruối ấy. Toàn cái ruối đẹp. Trời, tuyệt vời đấy. Ôi, cây quét vôi kìa. Để phòng khoảng 10 ngày qua. Dách đi cái nó lại giao ra tiếp. Cây quét vôi. À, anh Trung giờ là dùng con này rồi gì? Giờ là sở hữu con này rồi à? Không. À, chưa. Hay chậu rồi, để cái chậu hôm trước cũng được mà. Trước chậu xi măng nhắc bán mất rồi. Chậu nhìn hay hay, đấy. Nhìn lách thách lắm.
Đây, nghệ nhân Hùng Đen này. Nhìn là nghệ nhân với khuôn mặt giang hồ. Cô ba này không biết ra đi bao nhiêu rồi, cả hỏi. Lần này ông ấy bảo là có khách ấy rồi, ông không quay. Chắc là lại xem phim alo thôi. Trước đọc cho cả số lên. Chắc này dặn bạn đi. Chứ ai lên được Vĩnh Phúc đâu. Còn mình thì biết làm sao được, ai gọi biết làm sao được. Thích cây quét vôi là thích cây ổi đây. À, nó bể nó tốt nhưng mà nó trục trộn lâu năm rồi. Hỗ trợ lâu năm. Đấy. Chứ mới thì nhìn là các cái đầu dễ thô lắm. Đây là nó bệt. Mấy cái kia cũng lâu nhưng mà nó không bệt. Đúng rồi, con này nó mít tít rồi. Côn, bãi cái côn. Mít tít. Cứ như chân gà, chân ếch. Móng trải đều 360 độ. Nhìn trên mỗi cái đấy. Đấy thì trên nó hơi thô. Dịch quê trên thì không được côn lắm. Dịch quê mà làm lại thì vất lắm. Nói chung nó cũng ổn. Nói chung hợp giá hợp lý là vẫn chưa chốt được. Hợp lý gì? Đây. Xì. Con này giao động từ 2,5 triệu 3 triệu cũng được. Chơi bóng cũng được rồi. Chơi bóng đẹp rồi anh ạ. Thôi chắc ngày múc con đấy về chơi thôi. Rồi hết tiền. Ôi đợt trước mua nhiều quá sợ. À đây. Có ảnh biết gì không anh? Xì này rất hay đấy. Cho lên chậu lên ấy là ngon đấy. Đấy. Khu vực chung là đang chả hỏi giá đâu, đang thích cái cây kia, đang thích cái cây quét vôi các bác nhé. Nói bảo bác chủ sở hữu kia kìa, mà bác ý mà có xem được thì cũng đừng có dỗi nhé. Cái đẹp thì khen thôi. Giữa cái thời tiết oi ả này mà có tí màu sắc cái kia là vui đấy. Nhìn tự nhiên có cái người người ta làm thì rồi bác nhá, mát cái không khí ở đây kìa thì còn gì vậy. Đấy, tí nữa là vào đây thì để uống nước. Cùng ngoài của Trung đây. Chăn này. Bộ ba của Tuấn thì bán được. Được đấy. Tùng già. Bán rồi thì thôi. Cối đây. Quay đến ảnh này mà. Hôm nay là báo giá là bao nhiêu tiền này? 3 triệu. Bà ra 2,5 triệu. Bà bán 2,5 triệu thôi. Mua mẹ cây này để xong về xuống đi rồi bắt đầu mẹ ngâm cả bình. Bỏ. Đấy, ngâm cả cây. Chờ đến rồi để thêm 5 năm nữa cho là chắc. Người đem thế giới ngâm thành rượu. Đinh Lăng. Rất tốt. Cái này. Mai à? À cũng của mình à? Nhìn hai cây gì đẹp không? Cây gì? Quá dưới ai cây? À, cây cung cúc của bác luôn à? Đây. Bao tiền cây? Chuẩn luôn. Đây.
Cây kia có chủ nhân rồi, chứ có thể phải làm dây. Bán cây đấy rồi à? Bao tiền? Đúng luôn rồi, đã ra đều rồi. Nó giận rồi thì bán cho nó có về nhà nào quay ra. Bán cho nó bao nhiêu? 2 triệu. 2 triệu. Cây này chắc cũng thế nhỉ? Thế. Mùi bán nó một cây còn. Hay đấy. Bán để đẹp lên. Đấy, dày dày cho tí nước cho nó lên màu nhìn nó khổ quá. Thế. Tí nước cao cho lên màu. Chật. Mẹ ông mẹ. Nhìn nó bạc thách cái kia. Bình nước của ai nhỉ? Đấy, xịt nước lên. Lên màu đẹp bóng. Nhìn nó bạc quá. Vào cái xịt. Đấy, xem nó biến đổi ngay. Đổi không? Màu nước này là phụt tí màu đi nó lên màu. Lên quay đổi màu này. Thân ấy, vừa thân ấy. Xịt một thân ấy. Quay cái ổi kia chưa? Đâu ạ? Đấy, ổi sao cao rồi mà. À đây ạ, à, đây là bóng mát à? 6 luôn. 600 à? À một cây tưởng hai cây. 4. Tiền quả này nó đủ lại lại được đấy rồi đấy. 600 chưa, cũng không thể ăn không thể ship đâu. Đúng rồi, không ship nhá, chưa ship. Ngoài. Ông nào mua về bán quản thì là đã được 600 rồi. Sau rồi. Năm nay ổi đắt 30.000 một kg. Đấy. Đấy. Chắc mình chả có mà bán đâu. Đấy. Ổi này thì chắc phải được mấy trăm quả mới được cân nhỉ. Ổi này mình làm ổi cảnh ai ổi. Cứ ăn uống là thoải mái. Không ăn này được mà thơm. Đi ăn nhà hàng thoải mái, ngủ đông được phát rồi làm vài cái bút nó ok. Cái ổi cao tầm 2 mét. Cao tầm 2 mét lên. 2 mét 2, 2 mét 3. 2 mét 2, 2 mét 3 về lùi. Chưa tính chậu. Hoàn tráng đấy. Đi nữa lại ra đây mua ngay. Đấy. Ra lại mất cây như chơi. Mất cây như chơi mà không ăn. Đấy các bác.